ngày 18 tháng 4, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra truy xét vụ án mạng khiến một người tử vong. Chiều ngày 17 tháng 4, nam thanh niên chừng 25 tuổi chạy xe Winner màu đỏ đến ngôi nhà trên đường Tân Thới Hiệp 09, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, người này vội vã chạy ra lên xe rời đi, trên trang phục có dính nhiều vết máu. Một người phụ nữ trong căn nhà chạy ra, hô hoán, kêu cứu, đưa con trai là anh PTV, 27 tuổi, tạm trú tại quận 12 đi cấp cứu. Khi người dân chạy tới thì phát hiện anh V đã gục trong nhà, trên người có vết thương, mất nhiều máu. Công an địa phương nhanh chóng có mặt, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong. Theo người dân, gia đình nạn nhân sống ở đây đã lâu, nghi phạm chừng 25 tuổi, dong dỏng cao, nói giọng miền Nam. Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra làm rõ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.